Mẹ ruột ông Thanh Vân bị lừa đảo số tiền lớn, nữ diễn viên cảnh báo khẩn đến toàn bộ khán giả. Mới đây, ông Thanh Vân đăng tải trên trang cá nhân bài viết cảnh báo lừa thu hút được sự quan tâm của công chúng. Theo đó, cô cho biết mẹ ruột đã bị lừa hơn 100 triệu đồng vì đối tượng mạo danh thiếu tướng công an lừa đảo. Bằng cách tra khảo và đánh vào tâm lý, đối tượng có ý định chiếm đoạt 200 triệu của mẹ ông Thanh Vân. Được biết, mẹ ông Thanh Vân đã hai lần chuyển khoản cho đối tượng này, một lần 30 triệu và một lần 60 triệu. Sau đó, mẹ nữ diễn viên còn bị chúng vô hiệu hóa điện thoại. Cụ thể, nguyên văn chia sẻ của ông Thanh Vân như sau: tiếp tục cảnh báo lừa đảo, hơn 100 triệu đã ra đi. Mẹ mình nghe điện thoại, nó nói mẹ dính vào vụ án công an điều tra, nó xưng là thiếu tướng gì đó, tra khảo mẹ và hù dọa con cái bà sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ rất hoảng, nó gọi điện khủng bố là bà khóa trái cửa không cho ai vào nhà, nghe thấy. Nó đòi 200 triệu để giải quyết rắc rối. Ngày hôm đó mình lại không có nhà nên tối trí báo mới biết chuyện. Mẹ không gọi chú tài xế mà tự đi taxi ra ngân hàng chuyển tiền cho nó. Lần 1 30 triệu, về nó gọi hù nữa lại lật đật đi chuyển tiếp. Lần 2 60 triệu và nó vẫn đòi tiếp. Hết 90 triệu, còn 101 triệu mẹ mình gọi mượn em gái 60 và bà Khương vú em 50. Hai người thấy phản ứng của bà ngoại rất lạ nên đã báo trí. Trí hỏi mãi, cuối cùng đã lòi ra việc này. Tôi mẹ rất sợ. Đến lúc con cái biết bà vẫn nghĩ là chuyện này có thật. May mà mẹ không có đủ tiền, không thì cũng hết sạch. Chưa hết, nó chỉ bảo bà bấm vào cái link gì đó rồi vô hiệu hóa điện thoại của bà luôn, không thể mở máy hay sử dụng gì nữa. Thành cục sắt, tốn thêm mười mấy triệu tiền điện thoại mới. Nó vẫn tiếp tục gọi nên bỏ sim cũ, đổi số khác, không là mẹ không yên, hiện mẹ mình vẫn ổn. Sau vụ việc này, ông Thanh Vân cũng đưa ra lời cảnh báo đến toàn bộ khán giả nên cẩn thận trước những mánh khóe tinh vi của những đối tượng này. Mọi người cảnh giác và lưu ý, số điện thoại nó hiện lên luôn là từ Hoa Kỳ. Giọng nói thường đanh thép, có xu hướng đe dọa, hay nhắm vào đối tượng lớn tuổi, yếu tâm lý, hay đem yếu tố con gái ra trấn áp người nghe. Thường câu chuyện liên quan đến vụ án, tai nạn, nhận hàng nước ngoài, mua thuốc. Việc dễ dàng nhất để hạn chế việc này đó là luôn để ý sát sao người lớn tuổi trong nhà. Và nếu có nhận những cuộc điện thoại tương tự, chỉ cần cúp máy và không nghe bất kỳ thứ gì. Bởi phản ứng nó thì bị nó chửi rủa thậm tệ. Nói chung, kẻ xấu là việc xấu có thể xuất hiện dưới mọi hình thức. Không chỉ mẹ ông Thanh Vân, trước đó nữ diễn viên cũng bị một trang fanpage lừa số tiền 5 triệu đồng khi mua hàng nhưng lại không nhận được hàng. Hiện tại, bài đăng của ông Thanh Vân vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.